nàng dâu cho mẹ chồng uống nước rửa chân. Tháng 7 Vu Lan nói về chuyện hiếu thảo. Đó là một ngày vào mùa hè năm 1960 tại thôn Đại Quang, phía tây ngoại ô thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Trong thôn có một gia đình gồm mẹ già hơn 70 tuổi với hai mắt mù lòa và con trai, con dâu cùng với hai đứa cháu nội, một trai một gái. Người mẹ già sống tại gian nhà tranh nhỏ phía đông, bốn người còn lại sống ở gian nhà tranh phía tây. Người con trai hiếu thuận đi làm ở lâm trường gỗ rất xa, hơn một tháng mới về nhà một lần. Hằng ngày, mọi việc trong nhà đều do người con dâu lo liệu. Trong nhà từ trước tới nay không bao giờ xảy ra điều tiếng gì. Mỗi khi về nhà, người con trai đều hỏi thăm mẹ già sống có được thuận ý hay không. Mẹ già sợ con trai không yên tâm nên đều trả lời là rất thuận ý, và còn nói thêm rằng con dâu hiền lành hiếu thuận ra sao. Con trai sau khi nghe xong cũng rất yên tâm. Thời gian sau, tiếng lành đồn xa, hàng xóm xung quanh đều nói cụ bà gặp được người con dâu tốt. Trên thực tế, người con dâu này không những không hiếu thuận mà còn nguyền rủa bà cụ sao không mau chóng chết đi, còn thường xuyên cho bà ăn cơm thừa, ngay cả đồ ăn thừa của hai đứa con, thậm chí nước rửa nồi cũng mang cho bà uống. Như vậy vẫn chưa đáng kể gì, có khi bà khát nước gọi, các cháu ơi, lấy cho bà bát nước. Con dâu đang lúc rửa chân liền nói với hai con, đi vào bếp mang bát của bà nội đến đây. Sau đó múc lưng bát nước đang rửa chân của mình bảo con mang cho bà uống. Có những lần bà không khát nước, con dâu cũng múc lưng bát nước vừa rửa chân của mình rồi gọi con mang cho bà, miệng còn nói đừng để bà khát, không lại nói chúng ta không hiếu thuận. Ngày tháng cứ thế qua đi, cụ bà cứ ngày ngày nhẫn chịu. Cuối cùng, đến một buổi trưa một ngày mùa hè năm 1960, tất cả đều đã kết thúc. Hôm đó, trời đổ mưa lớn, kèm theo sấm chớp inh tai. Lúc đó, con dâu và hai đứa cháu nội đều ở trong gian nhà phía tây. Sét đánh lên nóc gian nhà người con dâu, rung chuyển đến mức bụi ở trên cột nhà còn rơi xuống. Tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra, khiến cụ bà cũng phải kinh sợ. Cô con dâu núp trong phòng ngủ phía tây, ngồi trên cạnh giường, một tay nắm chặt con trai, một tay nắm chặt con gái. Ba người sợ đến phát run. Cơn mưa to kéo dài khoảng nửa giờ thì ngớt, sấm chớp cũng không còn chớp sáng nữa. Người con dâu thấy nhẹ nhõm, bỏ hai tay đứa con ra. Khi hai đứa trẻ vừa chạy ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng sấm rền vang, một tia sáng chói lóa từ cửa sổ đánh vào phòng ngủ. Trong chớp mắt, đánh chết người con dâu vẫn còn ngồi trên giường. Khi ấy, cô mới 37 tuổi. Lúc đó, người chồng đang lái xe ở lâm trường Hoàng Thạch Am, cách nhà hơn 200 dặm. Sau khi nhận được tin buồn, anh mau chóng về nhà làm tang sự. Hàng xóm không hiểu sự tình, nói làm sao Sét lại đánh chết một người con dâu tốt như vậy. Cũng có người nói nhất định cô ta đã làm việc xấu nào đó mà mọi người không biết đấy thôi. Sau khi lo tang sự xong, người đàn ông mất vợ hỏi hai người con của mình. Các con mới đem toàn bộ sự thật nói cho cha biết. Anh vô cùng xót xa khi nghe kể rằng mẹ con thường mang nước rửa chân cho bà nội uống. Người con hiếu thảo này giận vợ tới mức muốn cầm cuốc đào mộ lên, định bụng sẽ đánh đòn trừng phạt. Nhưng khi người mẹ già biết được sự việc, bà liền khuyên con, người cũng đã chết rồi, thôi bỏ đi. Người xưa có câu bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trong trăm cái thiện, chữ hiếu đứng đầu, để khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với mẹ cha, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Lại có câu chuyện như thế này. Tại tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người trong một thời gian ngắn đã xảy ra bi kịch mà khắp 10 phố, 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao năm dốc sức cấy cày nuôi dưỡng 6 người con gồm 3 trai, 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu,
xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi môn để gả cho con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh nặng rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài cảm thán, nói ông mệnh khổ, nhưng bà vợ của ông mệnh càng khổ hơn. Vì chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bán thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái để ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ, chăm sóc. Sáu đứa con gồm cả trai lẫn gái và sáu dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối đãi như thế nào đối với người mẹ cả đời gian khổ vì con này. Mới đầu, họ sắp xếp hai người một nhóm, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng ba đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, ba con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh, sau đó họ nghĩ nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên ba cô con dâu bắt đầu cắt giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng. Có khi cả ngày không cho bà dùng món chi cả, do con gái và ba cô con dâu không thuận hòa nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến thăm. Có lần, ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến mức không còn sức, ghé sát tai vào mới nghe được giọng bà thều thào. Mẹ đói, mẹ đói. Thế là họ vội tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ ba nàng dâu thấy vậy, nổi cơn thịnh nộ, chạy đến chỗ mẹ chồng đang nằm, lớn tiếng quát: bà mới dùng xong hai chén cháo, sao còn đòi ăn nữa? Có phải là muốn chết hay không? Bà nói vậy khiến con gái bà tưởng là chúng tôi bất hiếu đấy. Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng dùng được một chút ít. Lúc cho mẹ ăn, ba cô con gái thừa dịp chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào, sờ thấy bụng mẹ hóp gầy, chứng tỏ lời ba chị nói là dối trá. Thế là hôm sau, ba cô gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà, bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng lực, bà mách nhỏ với ba con gái: các con không đến thì tụi nó một chút cơm nước cũng ít chịu cho mẹ dùng, chúng muốn để mẹ chết đói đó. Mấy ngày sau, bà cô con gái lại mang đến cho mẹ thức ăn ngon để tẩm bổ. Con gái đang cho bà ăn thì bị ba anh trai nhìn thấy. Họ liền vào giật lại, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh bà xuất huyết não, không thể ăn được đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo: các cô mà làm mẹ chết thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ thì hãy rước mẹ về mà lo, đừng có tới đây chăm ăn mà không chịu cưu mang. Chuyện trong nhà chẳng mấy chốc lan ra, cả thôn đều biết. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Sự nhẫn tâm bỏ mẹ đói khát khiến bà cụ xấu số, bất hạnh đã phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than, kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo đưa tang đưa mẹ đi chôn. Tiền giấy vàng mã được ném đầy lên không trung, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tung. Một tháng sau đó, cậu con trai cả bị nghẽn mạch máu não, phải vào cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu sống nhưng trở thành liệt nửa người, tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện được một tháng thì cậu hai và nàng dâu cả tiếp nối vào bệnh viện. Họ cũng bị y chang chứng tắc nghẽn mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này vẫn còn chưa xuất viện thì cô con gái thứ hai cũng đồng chứng bệnh trên phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não mà bị thủng bao tử. Cô này vẫn còn đang điều trị thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện tuy còn thở nhưng toàn thân xương cốt đa phần đều bị gãy. Xương gối trái thì bị nứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra người mẹ chết chưa đầy một năm thì con trai, con gái, dâu, rể đã liên tục nối đuôi nhau vào bệnh viện. Người nào khi ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người đã bình luận trường hợp của họ thế này: bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt vì thu được bộn tiền. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang khắp nơi, ai cũng biết,
chuyện của họ trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc hay nhàn rỗi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong luận đàm ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết, cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ khi di chuyển qua đường lại bị xe tông thêm một nạn nữa, làm tổn thương não, thành ra một người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hơn một năm thì chết. Tiếp theo, nàng dâu cả bị nghẽn máu não cũng lìa đời. Láng giềng kể, cháu trai, cháu gái, nội ngoại đa số đều do một tay bà chăm sóc. Nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các vị thiện tri thức dạy cho họ Phật Pháp để chuyển biến vận mệnh xấu về sau này. Nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cục bi thảm của hậu bối là khó tưởng tượng nổi. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đói khát, ngầm hại mẹ chết. Tuy dân chưa mách, quan chưa tra, họ tuy không bị quốc pháp trừng trị, thế nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Những người con bất hiếu này, từng người đều thọ ác báo. Đây thật là vạn sự, vạn vật trên đời đều đang thuyết pháp cho chúng ta thấy. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân. Người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng những lời Phật đã dạy. Sống và phải hành xử như thế nào là do chính bạn quyết định. Đức Phật có dạy rằng, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển, rồi công ơn dưỡng dục của cha đời này kiếp này làm sao trả hết. Chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình, chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xã hội, mỗi công dân của một quốc gia có an lạc, bình an thì xã hội, quốc gia đó mới có an lạc, bình an. Và mỗi xã hội, mỗi quốc gia có an lạc, bình an thì thế giới của chúng ta mới được an lạc, bình an. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt, sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân, còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu. Đức Phật dạy mọi người phải biết ơn cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ bằng điều lành và làm những gì tốt nhất, cần thiết nhất cho cha mẹ. Cụ thể là chăm sóc đời sống tinh thần, tâm linh của cha mẹ. Hướng cha mẹ đến với điều thiện, điều lành và tránh xa những điều xấu, ác, bất thiện. Giúp cha mẹ tạo nhân duyên lành, mang lại an lạc, hạnh phúc cho đời này cùng đời sau. Còn đối với những người ngược đãi cha mẹ sẽ chịu quả báo, phúc báo, có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang tận kiếp sau. Hiếu thảo và bất hiếu đều không nằm ngoài phạm vi nhân quả. Trong cuộc đời này, mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương cha mẹ sinh ra mình, đừng hám lợi mưu danh mà quên mất người sinh thành dưỡng dục. Khi đã làm cha mẹ rồi, chúng ta mới biết được tại vì sao cha mẹ ta lại như thế. Ở huyện bên, có một thôn tên là Thượng Liễu, có một gia đình gồm hai vợ chồng, chàng trai trẻ và mẹ già sống cùng nhau. Bởi vì bà lão đã già, không làm được việc gì giúp hai vợ chồng người con trai. Hơn nữa, bà lại thường xuyên đau ốm nên người con dâu cảm thấy rất bực bội trong lòng. Cô thường xuyên đối xử không tốt với bà lão cũng biết rõ nhưng đều chịu đựng cho qua.
Vào ngày gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ, người con trai mua một ít thịt heo về và bảo vợ làm sủi cảo cho mẹ ăn. Ai ngờ, người con dâu vì oán giận mẹ chồng nên đã giấu miếng thịt heo đi rồi lấy thứ khác thế vào trong bánh làm nhân để cho mẹ chồng ăn. Bà cụ không hay biết gì nên khi ăn cứ nói mãi, nhân bánh dai thế mẹ nhai không nổi. Bởi vì răng lợi của bà cụ không còn được tốt nên ăn bánh mãi mà không nuốt được. Về sau, sự thật bị bại lộ, rất nhiều người đều biết chuyện này, ai cũng bàn luận về việc người con dâu này bất hiếu đến nhường nào. Một hôm, người con dâu ra đồng làm cỏ, đột nhiên mây đen kéo đến đen kịch, sấm sét ầm ầm. Cô liền vội vàng cùng với một người phụ nữ khác cũng đang làm việc ngoài đồng, chạy đến núp vào một lò gạch gần đó. Tuy nhiên, sấm sét cứ không ngừng nổ vang ngay trên đầu họ. Lúc đó, người phụ nữ kia đứng tựa vào vách cửa, còn cô con dâu đứng ở bên trong. Sấm sét cứ như có mắt, không chịu rời khỏi họ. Hai người họ sợ đến hồn bay phách lạc. Tiếng sét thứ nhất vang lên, đánh trúng ngay người phụ nữ đứng ở cửa, đẩy bà ấy ngã sang một bên, nhưng là cổ bà chỉ bị thương nhẹ. Tiếng sét thứ hai lại đến, đánh trúng ngay vào người con dâu bất hiếu kia, khiến cô ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. Người con dâu ấy không chết ngay, mà được sống thêm 7 ngày nữa, nhưng chỉ có cặp mắt là cử động được. 7 ngày sau thì mất. Mọi người ở các nơi đều đến xem, ai cũng bảo rằng đây là ông trời báo ứng. Người xưa có câu, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, là bề trên, là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu với trời đất sẽ không dung tha. Thời xưa, trong hàng Bà La Môn, có một người dâm phụ đương lúc tuổi còn xuân xanh, sắc duyên đầm thắm mà trong lòng đã mang một khối tình rất lai láng. Mặc dù nàng đã có chồng, nhưng thường tính lẳng lơ, vì thế hằng ngày mơ tưởng việc ngoại tình. Tuy cái ý tưởng của nàng muốn như vậy, nhưng ngặt trong nhà còn có mẹ chồng, cho nên nàng còn kiên nể và phải đè nén lòng dục vọng của mình. Một hôm, nàng bèn nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc. Bề ngoài thì nàng thường giả mượn điều hiếu thảo mà đối với mẹ chồng, nên hằng ngày thường lo sắm những thức ăn ngon vật lạ cho bà ăn uống, nhưng trong lòng chờ cơ hội để hại bà. Người chồng của nàng thấy vậy thì có ý mừng thầm mà nghĩ rằng, ngày nay mẹ ta đã tuổi cao sức yếu mà lại may mắn gặp được một người vợ hiền, hết lo bổn phận làm dâu mà chăm sóc cho mẹ ta được ăn no ngủ khỏe, trong khi đầu bạc da nhăn như vậy thật là một điều hết sức vui mừng. Người dâm phụ biết chồng đã lầm kế của mình rồi, bèn thừa cơ nói với chồng rằng, thưa chàng, tuy thiếp đã hết lòng nuôi dưỡng mẹ như thế, nhưng sự ấy chẳng qua là điều ở thế gian mà thôi, nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy gì đáng gọi là mỹ mãn cho lắm. Vậy chàng cũng nên tìm một phương pháp chi khác, đặng hóa sanh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được vãng sanh về cõi trời mà hưởng những hạnh phúc thần tiên, thì chúng ta mới trọn đạo làm con, chứ những vật chất ở đời này cũng chỉ là giả dối trong lúc còn sống mà thôi. Người chồng nghe vợ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng, nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cõi trời, thì chỉ một pháp của đạo Bà La Môn là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ, nhưng ta không nỡ làm như vậy. Người dâm phụ nghe chồng đáp, thì biết đã trúng kế của mình, nên nói thêm rằng, phải lắm, trong đạo hạnh của mình đã có pháp giải thoát siêu thăng như vậy, thì chúng ta cũng nên thi hành liền, đặng cho mẹ được lên chốn thiên đường hưởng lộc trời, mà chúng ta cũng đền đáp được ơn sanh thành nữa. Nghe qua mấy lời của vợ, người chồng liền tin, chớ chẳng ngờ vợ xúi đốc làm như thế là có ý quyết hại mẹ mình, nên chàng ra ngoài đồng ruộng đào một cái hầm rất lớn mà lại thật sâu và chở củi đem chất dưới hầm rồi đốt lửa hừng lên đỏ lòm. Đoạn chàng lại lập một cái tiệc ở gần cái hầm rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó đứng làm chủ tiệc và mời cả thảy những bà con tân khách cùng các chúng Bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đàn. Sau khi yến tiệc xong, các tân khách đều lui về nhà. Hai vợ chồng người dâm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi thình lình xô mẹ xuống hầm. Người vợ tưởng rằng xác thịt của mẹ chồng đã tiêu ra tro rồi,
Còn người chồng lại tin rằng mẹ mình đã tiêu diêu tự tại nơi cõi trời nên dắt nhau trở về nhà. Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoảng trống không có lửa, khiến bà sa vào đó mà chẳng có điều gì hại đến tính mạng nên bà có thể tìm đường chui ra được. Khi bà ra khỏi chốn nguy hiểm rồi thì trời đã về khuya, bốn bề tĩnh mịch. Bà lần mò theo đường cũ trở về nhà, nhưng vì đường xa và trời lại tối đen nên bà mới gắng leo lên một nhành cây to và rậm để ẩn thân. Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đâu có một lũ trộm vừa đến nghỉ tại gốc cây. Bà liền tằng hắn một tiếng lớn. Bọn trộm kinh hoảng lật đật bỏ chạy tứ tán, để lại những thứ đồ chúng nó đã lấy của người. Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống thì thấy những đồ châu báu và bạc tiền đầy dưới gốc, nên bà lựa những món quý giá như vàng bạc, ngọc ngà, xuyến, bông tai rồi lần lượt đem về nhà. Còn dâm phụ thấy mẹ chồng trở về liền kinh hãi và tưởng rằng bà đã hiện hồn về nhà, nên nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu chẳng dám chào hỏi. Còn chồng của nàng thì lại tưởng mẹ của mình đã được siêu sanh nơi cõi trời nay về thăm mình, nên lật đật chắp tay lại mẹ mà nói rằng: con nhờ vợ của con khuyên bảo dùng phương pháp hóa sanh độ tử, thoát kiếp siêu hồn, nên nay mẹ được lên cõi trời mà về thăm con thì con rất vui mừng. Bà mẹ nghe con nói như vậy mới biết con dâu mình đã muốn hại mình, nên bà nhân kế tựu kế, nghĩa là bà dùng cái kế của người con dâu đã hại bà đó mà trở lại hại nó. Bà bèn nói lại rằng: mẹ nhờ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng cho mẹ, nên nay mẹ được giải thoát mà sanh về cõi trời, hưởng được nhiều điều phước báo. Hai vợ chồng con ăn ở như vậy mới được trọn phần hiếu thảo. Bà lại dây mặt qua người con dâu và đưa mấy món châu báu cầm nơi tay mà nói rằng: những món ngọc, bông tai, vòng vàng, xuyến này là vật của ông bà con cậy mẹ đem về cho con, nhưng vì mẹ chân yếu gối đùn, thân gầy sức mỏng nên sách đem về chẳng đặng nhiều. Vả lại, mấy người ấy nhắn với mẹ bảo con cũng làm phép siêu thăng như con đã làm cho mẹ vậy, đặng con lên thiên đường mà lãnh lấy những đồ châu báu ấy còn rất nhiều. Người dâm phụ nghe mẹ chồng của mình nói như vậy, tưởng là sự thật, nên vui mừng mà nói với chồng rằng: ngày nay mẹ có duyên sa xuống hầm lửa mà được lên cõi trời hưởng được những vật lạ của báu, nhưng tiếc vì thân mẹ già yếu nên chẳng đem hết của cải về đây được. Vậy nếu chàng bằng lòng cho phép thiếp làm siêu thăng như mẹ vậy thì chắc thiếp đem tất cả những đồ châu báu ấy về hết. Khi ấy chúng ta sẽ trở thành đại phú gia, mặc sức cùng nhau hưởng sự vui sướng. Người chồng nghe vợ tỏ ý như thế thì cũng vui vẻ bằng lòng, liền đào một cái hầm làm y theo cách đã thiêu mẹ mình ngày trước. Nhưng than ôi, khi hầm lửa vừa sắp đặt xong, con dâm phụ kia liền gieo mình xuống, của cải châu báu đâu chẳng thấy, trái lại phải bị ngọn lửa thiêu đốt nóng không thể tưởng tượng, và kết quả tội lỗi tiêu tan thành tro bụi. Thật là một quả báo trùng rợn, đáng làm gương cho những nàng dâu bất hiếu với mẹ chồng. Hại người sẽ bị người hại, oán người sẽ bị người oán, mắng người sẽ bị người mắng, đánh người sẽ bị người đánh. Câu chuyện Phật độ trâu nước hung dữ. Lúc ấy, Phật cùng với chư tỳ kheo đi giáo hóa, ngang qua nước Kiều Tát La, đến một vùng đầm lầy. Ở đó có một bầy 500 con trâu, trong đó có một con cực kỳ hung dữ, lại có 500 người chăn trâu. Khi thấy Phật từ xa đi lại, những người chăn trâu liền la lớn lên rằng: xin Đức Thế Tôn đừng qua lối này, trong bầy trâu ấy có một con cực kỳ hung dữ, lại thường hại mạng người không thể qua được. Phật bảo những người chăn trâu rằng: các ông chớ lo lắng, con trâu dữ ấy nếu muốn làm hại ta, ta có thể tự lo liệu được. Liền đó, trâu dữ từ xa phóng tới, đuôi cong lên trời, hai sừng cúi xuống nhằm ngay mình Phật mà lao đến. Khi ấy, Phật liền đưa 5 ngón tay ra, hóa hiện 5 con sư tử oai vệ hầu quanh Phật. Lại bốn phía hiện ra những hầm lửa lớn, lửa cháy dậy trời. Con trâu dữ kinh hoàng khiếp sợ, quay vòng không còn biết đường nào chạy trốn nữa. Bỗng nó thấy ngay trước mặt Phật có một chỗ trống có thể đến tránh né được, vội chạy đến đó, liền thấy thân thể mát mẻ, yên ổn, không còn lo sợ. Trâu vui mừng quỳ xuống,
thè lưỡi liếm trên bàn chân Phật, rồi lại ngẩng đầu lên mà nhìn Phật, trong lòng vui sướng không kể xiết. Phật biết trâu dữ đã được điều phục, liền đọc kệ cho trâu nghe rằng: tâm hung khởi ác ý, muốn đến đây hại ta, lòng thành mong đắc thắng, quay lại liếm chân ta. Khi con trâu dữ ấy nghe Phật đọc kệ rồi, trong lòng sinh ra xấu hổ, bỗng nhiên tâm địa trở nên sáng suốt, nghiệp chướng tiêu trừ. Chợt nhớ lại kiếp trước, khi làm thân người, đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Nhớ lại như vậy rồi, trong lòng buồn bã, hối hận và xấu hổ, liền bỏ ăn suốt mấy ngày liền. Trong nhịn đói mà chết, ác nghiệp đã dứt, nhờ phước lành gặp Phật nên được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Vừa sinh ra đã cao lớn như đứa trẻ 8 tuổi, trong tâm tự suy nghĩ rằng: không biết trước đây ta tạo được phước gì mà được sinh lên cõi trời này. Liền tự quán sát, nhớ lại tiền thân là con trâu hung dữ, được Phật hóa độ cho mà sinh lên cõi trời. Liền hiện xuống chỗ Phật, mang theo những hương hoa trân bảo từ cõi trời đến cúng dường Phật. Lễ bái cúng dường xong, liền ngồi sang một bên nghe Pháp. Phật thuyết Pháp Tứ Diệu Đế cho nghe, rồi tâm ý liền khai mở, đắc quả Tu Đà Hoàng, liền lễ Phật rồi quay về cõi trời. Sáng hôm sau, những người chăn trâu liền đến thưa hỏi Phật rằng: bạch Thế Tôn, đêm qua có hào quang chiếu sáng ở chỗ Phật, chẳng hay đó là các vị Thích Phạm, Tứ Tiên Vương hay 28 bộ quỷ thần đến nghe Pháp. Phật nói: chẳng phải Thích Phạm, Thiên Thần, Tứ Thiên Vương đến nghe Pháp, ấy là con trâu dữ hôm trước, được ta độ thoát, sinh lên cõi trời, nay đến cúng dường ta, do đó mà có ánh hào quang ấy. Bây giờ, những người chăn trâu nói với nhau rằng: đến như con trâu hung dữ ấy mà gặp Phật rồi, còn sinh lên cõi trời, huống như chúng ta đây, đã được làm người, mà lẽ nào không biết cố gắng tu thiện. Nói như vậy rồi, liền cùng nhau sắm sửa các món ăn uống, lễ vật, hương đèn, thỉnh Phật với chư tỳ kheo đến cúng dường. Lễ cúng dường xong, nghe Phật thuyết Pháp, tâm ý được khai mở, mỗi người đều có chỗ chứng đắc, liền cầu Phật xin được xuất gia nhập đạo. Phật liền nói với những người chăn trâu ấy rằng: lành thay đó tỳ kheo. Tức thì, râu tóc đều tự nhiên rụng sạch, áo cà sa hiện ra nơi thân, thành những vị sa môn, oai nghi đầy đủ. Sau đó chuyên cần tu tập, nên chẳng bao lâu đều được đắc quả A-la-hán, có đủ ba trí sáng, sáu phép thần thông, tám môn giải thoát. Trong cõi trời người, thấy đều kính ngưỡng. Khi ấy, chư tỳ kheo thấy việc như vậy, liền thưa hỏi Phật rằng: bạch Thế Tôn, con trâu và 500 người chăn trâu ấy đã tạo nghiệp lành dữ như thế nào mà nay thọ được những quả báo sai khác nhau như vậy? Phật bảo chư tỳ kheo: các ông muốn hiểu nhân duyên tác nghiệp của con trâu và những người chăn trâu ấy, hãy nghe bài kệ này. Đã tạo nghiệp thiện ác, trăm kiếp đều chẳng mất, đều do nghiệp nhân duyên nên chịu quả như thế. Chư tỳ kheo lại thưa hỏi rằng: chẳng biết nhân duyên đời quá khứ như thế nào, xin Như Lai từ bi giảng giải cho biết. Phật bảo chư tỳ kheo: các ông hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Vào giữa hiền kiếp này, xứ Ba La Nại có vị Phật ra đời, hiệu là Ca Diếp. Trong chúng hội của Ngài, có một vị tỳ kheo tinh thông cả kinh luật và luận. Vị tỳ kheo này cùng với 500 người đệ tử đi hành hóa phương xa. Trong lúc luận đàm nói Pháp, có những đệ tử cật vấn tỳ kheo mấy chỗ không nói được. Vị ấy liền sinh tâm sân nhuế, dùng lời thô ác mà mắng rằng: các ông chẳng có chút hiểu biết gì, lại theo mà vấn nạn ta. Có khác nào con trâu dữ chỉ biết gặp người là hút? Bây giờ, 500 vị đệ tử ấy nghe lời đều giận dữ, không thèm cãi lại, nhận là đúng vậy không sai. Nói rồi liền bỏ thầy tỳ kheo ấy mà đi, chẳng theo học nữa. Do nhân duyên ấy, đã 500 kiếp rồi đều phải sinh làm thân trâu dữ, là do nghiệp lực mà luôn cùng sinh ra một nơi với những người chăn trâu kia, cho đến ngày nay gặp ta mới được độ thoát. Phật bảo chư tỳ kheo: các vị tỳ kheo ác khẩu ngày ấy chính là con trâu hung dữ nhất trong bầy. 500 đệ tử này là 500 người chăn trâu đó. Phật thuyết nhân duyên nghiệp báo,
của con trâu dữ và những người chăn trâu, rồi chư thị kheo trong chúng hội đều tự biết phòng hộ ba nghiệp thân, miệng và ý, lánh sợ đường sinh tử. Có người đắc quả Tu Đà Hoàng, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A Na Hàm, có người đắc quả A La Hán, lại có nhiều người phát tâm cầu quả Phật Bích Chi, cũng có người phát tâm cầu quả Vô Thượng Bồ Đề. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thầy đều vui mừng,